Phi rất vui khi được trở lại với người bạn thân đó là Dương Hồng Loan, với ca khúc mà mọi người yêu thương rất nhiều trong nhiều năm qua trong màn ảnh nước, đó là ca khúc Nối Lại Tình Xưa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một tập đoàn lớn ở tại Trung Quốc, thì anh Lâm Bảo Phi sẽ lên đây hát với Hồng Loan ca khúc gì? Lời Cuối Cho Tình Yêu. Ai về lại là Nói Lại Tình Xưa. Lát nữa nha. Tại vì nếu mà nhạc Hoa thì Hồng Loan chỉ biết duy nhất một bài này thôi. Nếu mà chút xíu còn thời gian á, Hồng Loan sẽ trở lại. Nếu mà có một người anh nào có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay mà có thể hát được ca khúc này, thì Hồng Loan xin phép được hát cùng một nhạc phẩm rất là hay, Lời Cuối Cho Tình Yêu nha. Còn bây giờ cho phép mà. Dạ. Làm luôn. Dạ, bây giờ thì làm tiếp luôn. Nữa hả? Làm luôn. Em đang tìm ca sĩ nam để có thể cùng hát song ca với Lăng ca khúc Lời Cuối Cho Tình Yêu. Có ai có thể song ca không ạ? Chia tay xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thật sự là hôm nay Hồng Lan bị cảm rất là nhiều. Nhưng mà trước khi ra thì anh Lâm Bảo Phi nói Hồng Lan cứ yên tâm. Ra đây là có âm thanh rất là hay. Và cộng thêm là anh Mẫn Ngọc Anh lúc nào cũng chuẩn bị một cái âm thanh rất là chu đáo. Và anh có một cái tâm đạo rất là tốt. Cho nên là mặc dù Hồng Lan có bị bệnh thì ra đây vẫn sẽ được hát vi vu, hát rất là tốt. Hồng Lan cũng thật là bất ngờ, bởi vì ngày hôm qua là em còn bị khan tiếng mà bây giờ hát được 4 bài như thế này là rất là mừng rồi ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều và cho phép Hồng Lan được cáo lui vào trong, còn thời gian sẽ tiếp tục quay trở lại. Xin cảm ơn.